Trạng Bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 24 tháng 6 em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại gồm có hải châu siêu trái nha, sam ngọc, sam núi khai thác, dâu ăn trái, kim vít và ổ xì rừng nha. Rồi mẹ số 1 là một cây kim vít, cây một cốt nha anh em, tây cành mịn hết nha. Rồi em đo cái quanh thân ngay chỗ đây là 6 cm nha. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh đây là 50, ngang tàng là 45 nha. Cây tây cành mịn hết nhưng mà anh em, dòng kim vít nha. Cây này nhỏ nhưng rất dè nha. Cây đã cho quẹ hết rồi nhưng mà anh em. Rồi cây kim vít mã số 1 giao lưu cho anh em là 280 bao ship nha. 280k bao ship cây kim vít mã số 1. Cây này anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mã số 2 là một cây ổ xỉ rừng nha. Cây đang trả trái nè nhưng mà anh em. Dòng ổ xỉ rừng thì quả ăn rất là thơm ngon nha. Cây đang trả trái trên cây rất sai nha. Cây một cốt thân co lét. Cây này nó một cốt khá to nhưng mà anh em, thì cái lụa thép rừng ở đây rất là chắc nha, không sao hết nhưng mà anh em. Rồi em đo cái quanh thân ngay chỗ đây nha là 20, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 55, ngang tàng cũng là 55 nha. Cái ổ này khá to nhưng mà anh em, thân co lét nè. Trái dòng này quả ăn rất là thơm ngon nha. Rồi giao lưu cho anh em là 700 bao ship nha, 700k em bao ship. Cây thân cò lét rất hay nhưng mà anh em, 700k em bao ship. Cây này anh em nào lái là em đẹp chậu bá bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Cây này khá to nhưng mà anh em, ổ xị rừng, cây khá to nha, thân cò lét. Anh em nào lái là em đẹp chậu bó bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mã số 3 là một cây kim vít. Cây này thân co lét này, tây cành rất dè nha. Rồi em đo cái quanh là thân là 5 cm nha. Chiều cao là 37, ngang tàng là 45 nha. Cây dáng trực hiền nha mấy anh em. Tây cành mịn hết nè. Rồi cây kim vít mã số 3 giao lưu cho anh em là 280 bao ship nha, 280 bao ship. Hoàn thân nem sen, chiều cao 37, ngang tàng là 45, 280 bao ship nha. Rồi qua mã số 4 là một cây dâu ăn trái nha mấy anh em. Cây tây cành cũng rất là mịn nè, bữa đứa chân rửa nậu rất là đẹp nha. Cây gián thú nha mấy anh em, bờ đớ gián thú nha. Rồi em đo cái hoành là 18 cm nha, hoành gốc 18 cm, chiều cao là 30, ngang tàng là 45 nha. Bờ đớ nè. Rồi giao lưu cho anh em là 250 bao ship nha, 250k bao ship cây dâu mã số 4. Rồi qua mã số 5 là một cây dâu mini nha. Cây này củ cốt của nó một cục luôn nha mấy anh em. Cây bỏ bán chơi nha. Dòng này rất nhanh là ra quẻ nha, mà quẻ nó sẽ cho anh em luôn nha mấy anh em. Anh này nó cũng đang bắt đầu cho hoa này. Đó, cho nụ nhỏ nhỏ này nha. Rồi em đo cái quanh là 17 cm. Hoành gốc 17 cm, chiều cao là 22, ngang tàng là 40 nha. Cây rất ngờ thật nha mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 250 bao ship nha. Cây này anh em nào lấy là em ship cả chậu luôn, 250k bao ship. Cây dâu mẹ số 5 nha. Rồi qua mẹ số 6 là một cây hải châu, dòng hải châu sông cầu nha mấy anh em. Dòng lá nè rất là sáng bóng nha, nhỏ đẹp nha mấy anh em. Cây đang phun hoa nè, cây đang phun hoa nha mấy anh em.
phun hoa đậu trái này, cây đang phun hoa đậu trái nhé, cây một cốt hai thân nha, cây một cốt hai thân bờ đớ nè. Đây là mấy cái đeo lụa thép rừng này nha mấy anh em, cái máy đeo lụa rừng này đó, bờ đớ rất là dựng dàng nha. Tây cành nè, cây tây cành cho anh em xem nha, cây tây cành rất già nha, cây không còn mà két nữa nha mấy anh em. Tây cành nuôi cành lớn của nó bên ngọn tay cái luôn nha mấy anh em, thì rất là già cây nha, nuôi rất là lâu anh em. Dùng lá là anh em không phải băng nha. Bờ đớ rất dựng dàng nha mấy anh em, rất là già. Cây cũng đang cho trái rất là xài nha, dòng trái tròn trái chùm nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh nè, quanh eo, quanh eo là 27 nha, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 50, ngang tàng là 65 nha, ngang tàng là 65, quanh 27 chiều cao 50, ngang tàng là 65. Rồi giao lưu cho anh em là 1.700.000 bao ship nha, 1.700.000 bao ship. Cây này anh em nào lái là em ship cả chậu luôn nha, cây đang bắt đầu bước vào mùa hồ vẻ nha mấy anh em, cây đang phun hoa đậu quả. 1.700.000 em bao ship nha, bao ship bao chậu. Rồi qua mã số 7 là một cây hải châu, mã số 7 cây này là siêu trái nha mấy anh em, dòng hải châu sông cầu, cây này là nó ra trước nên là đậu quả rất là sai nha, quả của nó phải nói là bằng ngón tay út luôn nha mấy anh em. Coi nè, quả rất là to nha, mà cây này là xác suất đậu quả của nó rất là cao nha, và chùm nè, nguyên một chùm chùm nha mấy anh em, quả rất to nha, cây này quả nó sáng bóng như quả nhựa nha mấy anh em. Dòng hải châu sông cầu siêu trái. Em quay cái bờ đớ cho anh em xem nè, cây này nó da nó có tí lụa thép rừng, lụa xanh ở đây nha mấy anh em, không sao hết nha, cây rất là khỏe nha. Bờ đớ nè, bờ đớ trải điều luôn nha, rất mạnh nha mấy anh em, một cốt ba thân. Tây cành là sạch kiểm hết nha mấy anh em, cây thành phẩm sạch kiểm hết. Rồi em đo cái quanh là quanh eo là 25 nha, quanh eo thân là 25, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 55, ngang tàng là 62 nha, ngang tàng là 62. Trái nè, thấy dàn trái khủng khiếp nha, dòng này là anh em yên tâm, giờ lá đẹp và trái chùm trái to nha mấy anh em, rất to mà trái sai quả tròn nha mấy anh em. Này mấy quả đây nó to này, so với cái ngon tỏ mình là một tương đương luôn nha, trái cái chín cái màu tư rất đẹp nha mấy anh em. Quanh eo 25, chiều cao là 55, ngang tàng 62. Cây này là nằm trong chậu lớn nha mấy anh em, chậu tầm 30 nha, đường kính 30 nha, thân co lét, một cốt ba thân. Rồi giao lưu cho anh em là 1.800.000 bao ship nha, 1.800.000 bao ship cây hải châu mã số 7 nha, 1.800.000 bao ship cây siêu quả nha mấy anh em. Rồi qua mã số 8 là một cây sam núi khai thác nha, cây sam trái nè nhưng mà anh em đang đầu trái đến cây nè, sam khai thác nha, cây chân rửa rất là đẹp nha, rất quái cây nhưng mà anh em
Em đo cái vành gốc là 15 cm, chiều cao 25. Cây đang cho trái nữa nha, xem khai thác nha anh em. Rồi, giao lưu cho anh em là 270 bao ship, 270k bao ship. Cây này anh em nào lấy em ship cả chậu luôn. Rồi qua mã số 8 là một cây sam ngọc. Sam ngọc, cây này lúa rất đẹp nha mấy anh em. Lúa thép rừng nè. Lúa thép rừng được giờ mình làm sơ lại rất đẹp nha. Cây này cái củ của nó một cục luôn nha mấy anh em nè. Cục luôn nha. Quay tổng thể hết cho anh em xem nha. Anh em mặt nào cũng đẹp hết nha mấy anh em. Lúa rất đẹp nha. Dòng này là nó rất nhanh là cho hô vẻ nha. Vẻ của nó vẻ chùm rất đẹp nha mấy anh em. Thép nữa. Nguyên cái củ của nó một cục rất to nha mấy anh em. Rồi em đo cái vành gốc là 42 này. Vành eo ngay chỗ đấy nha là 42. Chiều cao là 33. Chiều cao là 33. Ngang tàng là 29 nha. Ngang tàng là 29. Cây lúa rất đẹp nha mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 700 bao ship nha. 700k bao ship cây sam ngọc mã số 9 nha. 700 bao ship. Cây này anh em nào lái là em ship cả chậu luôn nha. Cây này vương bờ đớ nó một cục luôn nha mấy anh em. Cây bảo ban mini bảo ban chơi nha. Bờ đớ cũ nó một cục luôn nha. Rồi qua mã số 10 là một cây hải châu sông cầu. Cây này được chọn giống quẻ sai và to và chùm nha. Dòng lá cực kỳ đẹp nha mấy anh em. Dòng lá này rất đẹp nha. Cây được ép cho chậu đẹp hết nha mấy anh em. Bờ đớ nè. Em đo cái quanh thân là 5 cm nha. Chiều cao tính tới mặt chậu lên trên đỉnh là 35. Ngang tàng là 42 nha. Ngang tàng là 42. Cây này chuẩn bị phun hoa nha mấy anh em. Rồi cây hải châu mã số 10. Giao lưu cho anh em là 450 bao ship nha. 450k bao ship. Cây này anh em nào lái là em ship cả chậu luôn nha. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi chào anh em.